Bài kệ 60 câu dạy tánh Phật. Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật dạy rõ rành, cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì, cái nghe thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp tánh trùm khắp mọi nơi, có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi. Tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu khi tiếng phát lại thì tiếng trong như trước cũng y ban đầu. Đừng tưởng tiếng nói ban đầu, chỗ này không có mất đâu bao giờ. Thầy chỉ các con bây giờ, như ở mặt biển bất ngờ phúng lên. Tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Thầy dạy các con phải luôn cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Pháp tánh không phải ở xa, ở trong thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Khi vào tam giới rong chơi, bị hút vật lý luân hồi chuyển đi, các con đừng có tư nghì. Tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Muốn lìa sức hút thế gian, chỉ cần thôi giúp niết bàn hiện ra. Như Lai nói rõ lòng ta, tu theo đạo Phật là xa luân hồi. Ai làm như vậy được rồi, luân hồi sanh tử là thôi tìm mình. Các ông ngồi đó lặng thinh, uổng công vô ích không tìm ra chi. Nghe lời ta dạy một khi, thực hiện cho được tâm thì yên vui. Như Lai để lại niềm vui, cho người thanh tịnh yên vui niết bàn. Tức khắc hết khổ hết nan, Như Lai chỉ rõ có đàn này thôi. Các ông có kiếm được rồi, đây là đường khổ xa rời nhà xưa. Dù cho ngồi tịnh sáng trưa, không biết đường đến chỗ xưa nhà mình, các ông cố gắng giữ gìn, nhận ra tánh thấy biết mình có nghe. Căn bản các tánh là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi không đứng, không ưa niết bàn. Tâm mình đừng có lang thang, tìm theo vật lý mất đàn về quê. Các ông nhất quyết lời thề, chưa nhận chân thật không hề dậy đi. Tâm phải nhất quyết một khi, chừng nào nhận được độ thì người quen. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này.